Thưa quý vị, hôm nay tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 20, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức bầu ra Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư khóa 20. Đồng chí Tập Cận Bình tái cử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân danh cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức vui mừng và chân thành chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là những bước phát triển sáng tạo trong việc không ngừng hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, cũng như những tầm nhìn chiến lược và mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội đề ra cho sự phát triển dài hạn của Trung Quốc, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu 100 năm thứ hai. Tổng Bí thư tràn đầy tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, với đồng chí là hạt nhân và sự định hướng của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, toàn Đảng và toàn dân Trung Quốc nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội 20 đề ra, sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản, hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, tiến tới xây dựng Trung Quốc thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Việt Nam rất trân trọng và đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, đóng góp to lớn của đồng chí đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng Bí thư luôn hết sức coi trọng và sẵn sàng cùng đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm cao độ, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương hai bên quán triệt thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc lên một tầm cao mới, ổn định, lành mạnh, bền vững, đáp ứng lợi ích căn bản lâu dài của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư mong sớm được gặp lại đồng chí để hai bên cùng đi sâu và trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước.